Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Điển hình như mới đây phải kể đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn làm 3 người tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Đáng chú ý sau vụ tai nạn, clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được lan truyền trên các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn về ô tô, đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con. Theo đó, hầu hết ý kiến đều cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu. Một người dùng mạng xã hội nêu ý kiến, nếu đã đi đường lạ, xác định vượt thì đúng luật vượt trái, còn không thì đừng cố làm gì để đánh đổi tính mạng của những người thân, bản thân vướng vòng lao lý. Tương tự tài khoản trên mạng xã hội cũng cho rằng thẳng thắn ra mà nói thì là lỗi của xe con không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vạch kẻ đường, vượt phải. Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích. Clip cho thấy cú va chạm giữa xe container và ô tô con màu trắng là nguyên nhân vụ tai nạn theo đó dù đến đoạn đường hẹp bị hạn chế tốc độ và chỉ có một làn xe nhưng ô tô con màu trắng đã vượt lên từ bên phải dẫn đến va quệt với đầu xe container và văng ra phía trước đúng lúc đó xe tải đi ngược chiều lao đến vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra Luật sư Đặng Văn Cường thông tin, đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý của những người điều khiển ô tô theo điều 260 Bộ luật hình sự. Luật sư cho biết, theo quy định của luật giao thông đường bộ thì vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước, khi vượt các xe phải vượt về bên trái trừ các trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Đi xe với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Luật sư Đặng Văn Cường nói, chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì xe đi sau mới được vượt xe phía trước trong đó điều kiện phải đảm bảo an toàn là phải đảm bảo tầm nhìn, có khả năng quan sát của người vượt xe. Tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường, tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn. Ngoài ra, luật giao thông đường bộ quy định quy tắc an toàn khi vượt xe như sau. Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái, chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải và phải đảm bảo các điều kiện. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi. Trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy, cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái, khi xe điện đang chạy giữa đường, khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được. Tại khoản 2, điều 15 luật giao thông đường bộ quy định các trường hợp không được vượt, không đảm bảo các điều kiện quy định, trên cầu hẹp có một làn xe, đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, khi điều kiện thời tiết hoặc đường không đảm bảo an toàn cho việc vượt, xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong công điện số 14 nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ Lai Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện gửi tới Bộ trưởng các bộ Công an, Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hồi 10 giờ ngày 18 tháng 2 tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A 48567 và chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C 13659, hậu quả làm 3 người tử vong. Nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới nhân thân gia đình các nạn nhân tử vong. Ông đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Các cơ quan được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Theo yêu cầu của người đứng đầu chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập sau vụ việc này. Song song với đó, Thủ tướng chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan lãnh đạo chính phủ giao bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên theo yêu cầu của thủ tướng các cơ quan cần xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới Bộ Giao thông Vận tải được giao chỉ đạo Cục đường Bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành giả soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe, tuyến cao tốc không có làn rừng khẩn cấp. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước. sau vụ tai nạn kinh hoàng trên một diễn đàn mạng xã hội có nhiều tài xế tham gia đã có những bình luận về vụ tai nạn cũng như những nỗi sợ trên cao tốc cam lộ la sơn một số tài khoản bình luận rằng tài xế ô tô con cố vượt xe đầu kéo là để không phải đi sau xe này trên phần đường sắp tới do đó mới xảy ra tai nạn có tài khoản căn cứ vào video ghi lại sự việc, suy đoán trên xe chỉ có hai người ngồi hàng ghế đầu thắt dây an toàn là hai người sống sót chỉ xây sát nhẹ, còn ba người hàng ghế sau đều tử vong đã không thắt dây an toàn. Từ đó người này khuyến khích việc thắt dây an toàn trên xe dù ngồi ở vị trí nào. Theo đó cao tốc có đường hẹp một làn đường chạy và một làn đường khẩn cấp, làn khẩn cấp cũng hẹp, nếu đỗ xe ở làn này và bật đèn cảnh báo thì vẫn nguy hiểm. Phần lớn lái xe đỗ dừng nghỉ ở những đoạn đường có làn khẩn cấp vinh sâu vào trong để đảm bảo an toàn. Toàn tuyến phần lớn là vạch liền, có những đoạn vạch đứt và có những đoạn có hai làn đường riêng biệt. Cánh tài xế cho rằng vượt trên đường này rất khó, nguy hiểm và phải đợi đến đoạn đường đôi. Nếu vượt đoạn vạch đứt phải canh xe đối diện khoảng cách cho chuẩn, tính toán tốc độ xe mình chính xác, quyết đoán để vượt. Đường lên xuống đồi dốc rất nhiều, cua tay áo cũng có, nếu không giữ làn tốt, cua rất dễ đâm vào xe bên làn ngược lại. Toàn tuyến gần như không có đèn cao áp chiếu sáng hai bên. Chạy ban ngày tầm nhìn tốt còn nguy hiểm, nếu chạy ban đêm khi vượt xe, chỉ cần có tính toán sai các yếu tố trên sẽ dẫn đến tình huống đối đầu trực diện xe đi ngược chiều và khả năng tai nạn cực cao, thậm chí xe văng ra khỏi đường lao xuống ruộng hoặc vực sâu hai bên. Một tài khoản khác cho rằng tuyến đường chỉ nên đi ban ngày, không đi vào buổi tối. Sóng điện thoại chỗ có chỗ không. Xe bóng đèn halogen nguyên bản chắc khóc vì xe đi ngược chiều mất. Tài khoản này cho rằng tai nạn ở tuyến đường này chủ yếu là do tài xế buồn ngủ, tuy nhiên không nên đi buổi tối vì quá nguy hiểm. Đoạn Cam lộ La Sơn chỉ mới chạy 30 km đầu Huế nhưng cảm nhận là vạch liền cấm vượt của tuyến này kẻ rất dài và ít chỗ vượt, chiều rộng đường hạn chế, làn đường khẩn cấp nhỏ lại rất nhiều xe đầu kéo đi nguy hiểm hơn đoạn Huế đà nẵng, La Sơn hòa liên rất nhiều. Đường cao tốc Cam Lộ La Sơn đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tuyến đường có chiều dài 98,35 km, điểm đầu giao với quốc lộ 9 tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ Quảng Trị, điểm cuối là nút giao La Sơn kết nối với đường cao tốc La Sơn Tuy Loan vâng thưa quý vị sau vụ việc nói trên thiết nghĩ các tài xế khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đảm bảo an toàn như làn đường tốc độ vượt xe và chú ý quan sát bởi chỉ cần một chút lơ là có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng để rồi hối tiếc thì đã quá muộn màng đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại